Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp mô hình kỹ thuật từ hộp mô hình kỹ thuật này nhé. Ai dọn nó kỹ vậy? Ai dọn vậy chứ? Nó đi xe. Nó đi xe. Mình sẽ lắp một chiếc xe mô tô hai bánh. Thank you.
Anh đâu đó, anh làm rất. Anh đâu đó cơ. Đâu là gì? Đâu đâu được.
Thank you.
thì sáng là bài đó. Ông bị mua mà không ngủ này. Dài á, mẹ dài.
Hãy
Thank you.
Vậy là mình đã làm thành được một mô hình chiếc xe mô tô như thế này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và share cho mình nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.